Trời ơi, trứng khủng long á. Khủng long mẹ nổi điên lên cho coi. Bạn làm quá không à. Trời ơi, tự nhiên bấm nút mở trần nhà chứ vậy. Ê, khủng long bỏ chúa kìa. Con này chạy dơ quá ha. Khẩn cấp, khẩn cấp, con bự, mang đến phòng kiểm soát.